Khi mà tiền không còn là vấn đề với những vị khách nữa, ba chiếc nhẫn này là vị khách hàng đặt để đeo với chiếc đồng hồ Patek Philippe của mình. Vị khách có nhiều chiếc đồng hồ Patek Philippe chính hãng lắm. Có cái thì full vàng, có cái thì có dây da, mà có dây da thì có cái khóa dây kích thước cỡ như là mặt của chiếc nhẫn này. Và cái khóa dây đeo trên chiếc đồng hồ dây da đó cũng có kim cương baguette hóng ánh xung quanh như thế này. Nên là khách hàng yêu cầu Kỳ Lăng làm mẫu này dựa theo y chang trên cái khóa của Patek Philippe, là mẫu này y chang cái khóa dây đeo đồng hồ của Patek Philippe. Khách hàng đưa cái khóa của dây đeo trên đồng hồ Patek Philippe yêu cầu Kỳ Lăng thực hiện chiếc nhẫn y chang cái khóa đó đây. Và thêm một option nữa là một cái nữa, đưa cái viên kim cương 7 ly 2 vào trong vào dưới cái logo hoa thị. Và option thứ ba, phiên bản thứ ba là làm y chang như cái khóa trên dây đeo của đồng hồ Patek Philippe, nhưng bỏ phần cái logo hoa thị ra và thay vào đó là viên kim cương chủ 7 ly 2 đẹp xuất sắc này. Bởi vì anh ấy nói với Kỳ Lăng là: em biết sao không, anh có nhiều đồng hồ anh đeo thay đổi, thậm chí một cái đồng hồ anh có thể đeo thay đổi nhiều chiếc nhẫn, nhiều cái option khác nhau như thế này anh làm 3 chiếc. Và chiếc này em bỏ cái logo Patek đi rồi em đưa vào viên chủ cũng hay. Và hai bên này có cái logo hoa thị rồi. Và cái chiếc nhẫn mà đưa viên kim cương chủ lên trên á thì cái logo thì phải nét hơn, phải to hơn cái logo hoa thị của chiếc nhẫn mà không có viên chủ nổi lên trên. Logo hoa thị phải tách nhỏ lại và của viên chủ thì to hơn theo đúng yêu cầu của anh ấy. Khi mà tiền không còn là vấn đề với những vị khách nữa thì sở thích và cảm xúc sẽ là lên ngôi. Vì vậy mặc dù một viên kim cương chủ, viên chủ 7 ly 2 đẹp đứt đi, đẹp xuất sắc, thông số giá trị cũng lanh quanh trên dưới nửa tỷ đồng, nhưng mà anh ấy lại đưa vào trong ở dưới luôn, không xô lên. Thì đó là cái sở thích và cảm xúc. Và trong tất cả chúng ta trong cuộc sống này ai cũng vậy, ai cũng vì sở thích, vì cảm xúc. Đó là thú vị của cuộc đời, ý nghĩa của cuộc sống. Và nếu như quý khách đang đeo những chiếc đồng hồ Patek Philippe hoặc đeo bất kỳ những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng nào khác từ Thụy Sĩ, muốn đeo kết hợp với chiếc nhẫn Patek Philippe này thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng nhé. Hoặc là bất kỳ mẫu nhẫn nào mà quý khách chỉ cần có ý tưởng, hãy đưa ý tưởng đó cho Kỳ Lăng hoặc là cùng với Kỳ Lăng tạo ra ý tưởng. Sau đó Kỳ Lăng sẽ là người thực hiện và cá nhân hóa sản phẩm đó thành sản phẩm cao cấp luxury để phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc đến với tất cả quý khách. Một lần nữa Kỳ Lăng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lăng. Và Kỳ Lăng kính chúc tất cả quý khách thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, luôn luôn tràn đầy năng lượng, thành công trong cuộc sống và đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.